Nữ ca sĩ sinh năm 2003 Phương Mỹ Chi vừa khiến dân tình xôn xao khi tham dự show 7 nụ cười xuân cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, toàn những bậc tiền bối. Trong phần giao lưu, cô bé dân ca đã bị một đàn anh thẳng mặt chỉnh đốn về cách xưng hô. Phương Mỹ Chi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện ở vị trí cố vấn tình yêu tại chương trình Người ấy là ai với gương mặt non nớt. Còn mới đây, khi góp mặt trong game show 7 nụ cười xuân, cô nàng diện váy ngắn, trang điểm khá trẻ trung. Tuy nhiên, kiểu tóc xoăn, búi phía sau đầu lại làm á quân giọng hát Việt nhí như bị cộng thêm tuổi. Trong khi đó, các đàn chị như Lâm Vĩ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều được tạo kiểu rất nhí nhảnh, đứng cạnh giọng ca Gen Z, ba sao nữ của chương trình trẻ không kém cạnh. Thúy Ngân giới thiệu, Phương Mỹ Chi là một người bạn của mình, Lâm Vĩ Dạ cũng nhanh chóng bắt tay, mình chào bạn Chi. Lan Ngọc hơn giọng ca Vũ Trụ Có Anh tới 13 tuổi đã bất ngờ gọi Phương Mỹ Chi là chị. Cụ thể, khi thấy hai đàn anh Trường Giang và Tiến Luật mải nói chuyện, Lan Ngọc quay sang Phương Mỹ Chi, nói bằng giọng như con nít, thôi thôi, chị Chi nói chuyện đi. Trước sự pha trò của Lan Ngọc, Thúy Ngân phải đưa tay lên trán xem đàn chị có vấn đề gì không. Trường Thế Vinh thốt lên, cái gì Ngọc, em hư quá rồi.